Mọi người đi làm công ty làm xa về quê ăn Tết hết chưa? Mình thì phải 25, 26 mới được về cơ. Cũng giáp Tết rồi, không may là không bắt được xe về là không có Tết luôn đấy. Mọi người ai mà đi rồi thì không biết được, nhưng mà ai mà đang ở thì có lẽ cũng giống cảm xúc giống như mình thôi. Bây giờ rất là mong chờ ngày về, rất là chán, đi làm rất là chán, làm rất là lâu mới hết ngày được, chỉ mong ngày về thôi. Đến từng ngày, qua từng ngày chứ không phải đến từng tuần từng tháng như là đầu năm giữa năm. Đầu năm giữa năm thì mình mong là ngày tháng trôi đi từ từ để cho mình kiếm được nhiều tiền, nhưng mà bây giờ thì mình đếm từng ngày từng buổi luôn. Có nhiều người là ví dụ là có nhiều người mai đi rồi tối nay không thể ngủ được luôn, khao khát muốn về và nhớ nhà quá, nhớ quê quá, muốn về luôn, không có xe, có xe nhảy lên xe đi luôn rồi. Mình đây này bây giờ đang rất là bình tĩnh, không thể bình tĩnh nổi luôn, nhớ nhà quá, nhớ bố mẹ quá, nhớ quê quá, nhớ anh em ở nhà quá. Ai mà đang ở nhà có khi đang đi ăn lận Tết chứ nhỉ. Rồi chúc anh em nào đã về quê thì chúc anh em vui vẻ và đánh chém với anh em nha. Rồi, anh em nào mà chưa về thì cứ bình tĩnh, làm hết khi nào mà được về thì anh mình về sau cũng không muộn, vì về sớm cũng chỉ là ăn chơi với tiêu tiền thôi mà anh em, đúng không? Bây giờ từ đây làm đến 25, 26 thì cũng kiếm đủ tiền về bắt xe về. Anh em chí, chúc anh em thật nhiều sức khỏe và niềm vui để đón Tết nha. Chúc anh em có được một không khí Tết thật là rầm rộ với gia đình của mình. Thank you.